Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 57. Chuyện Khỉ Chúa. Tiền thân Vanarinda. Ai đủ vốn pháp này? Câu chuyện này khi ở tại Trúc Lâm, bậc đạo sư đã kể về âm mưu của Đề Bà Đạt Đa muốn ám hại ngài. Lúc bấy giờ, khi nghe nói Đề Bà Đạt Đa âm mưu ám hại, bậc đạo sư liền nói với các tỷ kheo: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa mới âm mưu ám hại ta. Thuở trước, kẻ ấy cũng đã âm mưu, nhưng không thể làm được." Sau khi nói vậy, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở trước, khi vua Ramadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm con khỉ. Nó to lớn như một con ngựa con, có sức mạnh và sống một mình bên bờ sông. Giữa con sông ấy có một hòn đảo. Trên hòn đảo có nhiều loại cây ăn trái như xoài, mít. Con khỉ mạnh như voi, đầy đủ sức lực. Mỗi sáng, nó nhảy từ bờ sông bên này đến một hòn đá ở giữa sông. Rồi từ hòn đá ấy, nó lại nhảy đến hòn đảo. Tại đấy, nó ăn các loại trái và đến chiều với phương tiện cũ, nó trở về chỗ ở của mình. Ngày qua ngày, con khỉ sống nếp sống như vậy. Lúc bấy giờ có hai vợ chồng con cá sấu sống trong sông ấy. Khi thấy con khỉ đi qua đi lại, vợ con cá sấu đang có thai khởi lên lòng ham muốn ăn thịt quả tim con khỉ. Bèn nói với chồng: "Này chàng, em thèm ăn thịt quả tim con khỉ chúa này quá." Sấu đực nói: "Thật lành thai, em sẽ được như ý." Sấu đực suy nghĩ: "Chiều nay khi con khỉ từ hòn đảo về, ta sẽ bắt nó." Sấu đực đến nằm chờ trên hòn đá. Con khỉ cả ngày lang thang trên đảo, và buổi chiều nó đứng trên hòn đảo, nhìn hòn đá và nghĩ: "Hòn đá hôm nay có vẻ cao hơn, vì lý do gì?" Bồ Tát luôn luôn khéo đo lường, nhìn tầm cao của hòn đá và tầm cao của nước. Bồ Tát suy nghĩ: "Hôm nay nước con sông này không giảm cũng không tăng, nhưng hòn đá này lại có vẻ to lớn. Rất có thể con cá sấu đang nằm với mục đích bắt ta tại chỗ ấy. Để tìm hiểu sự việc này, con khỉ vẫn đứng tại chỗ ấy, làm bộ như nói với hòn đá, gọi lớn: "Này bạn hòn đá!" Và khỉ không được trả lời. Khỉ gọi đến 3 lần: "Này bạn hòn đá!" Hòn đá vẫn không trả lời. Con khỉ nói: "Này bạn hòn đá, sao hôm nay bạn không trả lời ta?" Con cá sấu suy nghĩ: "Như vậy, trong những ngày trước, hòn đá này đã trả lời con khỉ chúa, vậy nay ta sẽ trả lời nó." Con sấu nói: "Này bạn khỉ chúa, cái gì vậy? Ngươi là ai?" "Ta là cá sấu. Ngươi nằm đó vì mục đích gì?" "Để bắt ngươi và ăn quả tim của ngươi." Con khỉ suy nghĩ: "Ta không có đường đi nào khác, nay ta phải lừa dối con cá sấu này." Vì thế khỉ nói: "Này bạn cá sấu, ta sẽ chịu đầu hàng bạn thôi. Bạn hãy há miệng ra, và khi ta nhảy đến gần, bạn sẽ bắt ta." Khi con cá sấu há miệng thì tự nhiên mắt nó nhắm lại. Cá sấu không nghĩ đến mưu kế này, liền há miệng ra và mắt nó nhắm lại, từ từ nằm xuống. Con khỉ đã biết tình hình như vậy, từ nơi hòn đảo nhảy qua, đạp trên đầu con cá sấu, rồi từ đầu con cá sấu lại nhanh như chớp nhảy qua đứng ở bờ bên kia. Con cá sấu thấy sự kỳ diệu này, nghĩ rằng con khỉ chúa này đã làm một việc hết sức phi thường. Nó nói: "Này ngài khỉ chúa, ai đầy đủ bốn pháp ở trong đời sẽ nhiếp phục được kẻ thù. Ta nghĩ rằng ngài có đủ tất cả trong nội tâm." Nói vậy xong, cá sấu đọc bài kệ này: "Ai đủ bốn pháp này, này khỉ chúa như ngài, chân thật và nghĩ xa, cư nghị và vô quý. Ngài có bốn pháp này, đánh bại được quân thù." Như vậy, con cá sấu tán thán khỉ chúa rồi đi về trú xứ của mình. Bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa mới âm mưu ám hại ta. Trong quá khứ, kẻ ấy cũng đã làm như vậy." Sau khi thuyết pháp thoại này và kết hợp hai mẫu chuyện, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, cá sấu là Đề Bà Đạt Đa, vợ cá sấu là Sinsa Manavika, con khỉ chúa là ta vậy. Ha ha ha, 问什么的说